Theo hiển thị trên clip ghi lại vào khoảng 10 giờ 44 phút trưa ngày 25 tháng 6 trên đường quốc lộ, toàn bộ diễn biến đã được camera hành trình của ô tô ghi lại. Lúc này các phương tiện đang lưu thông với tốc độ khá nhanh trên đường thì bất ngờ con mèo của một cô gái đi xe máy bất ngờ nhảy khỏi túi và chạy ra giữa lòng đường. Cô gái loạn trọng dừng ngay xe lại, sau đó vội vàng quẳng chiếc xe máy giữa đường để chạy ra bế mèo. Lúc này trên đường có nhiều xe ô tô, xe máy đang di chuyển may mắn vì cô gái và cả bé mèo đều không bị thương tuy nhiên khoảng cách giữa cô gái trẻ và chiếc xe khách bên cạnh chỉ cách nhau một khoảng không xa có lẽ tài xế xe ô tô hay những người tham gia giao thông lúc đó đều không khỏi thót tim khi chứng kiến hành động của cô gái trẻ và thở phao nhẹ nhõm khi không có tai nạn thương tâm nào xảy ra nhờ cú đạp phanh kịp thời của tài xế mà cô gái đã giữ được an toàn tuy nhiên vụ việc đã gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi hành động quá nguy hiểm và có thể gây tay bay vạ gió cho những phương tiện tham gia giao thông ngoài ra một số dân mạng cũng lên tiếng nhắc nhở những ai chở chó mèo trên xe cần cho thú cưng vào lồng ba lô để tránh trường hợp con vật bất ngờ nhảy ra gây tai nạn đáng tiếc trong một đoạn video đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng, một bé gái Trung Quốc đã ngủ say dưa khi đang biểu diễn múa trên sân khấu. Ngay cả người bạn diễn bên cạnh cũng không thể nào đánh thức được em. Chính vì vậy mà bé gái đáng yêu này đã trở thành trung tâm thu hút sự chú ý của khán giả có mặt ở đó. Theo Esports Times, sự việc thú vị này xảy ra ở thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang vào ngày 22 tháng 3. Khi đó, một nhóm các em học sinh mẫu giáo mặc trang phục màu hồng đang múa trên sân khấu, dường như đang biểu diễn tài năng nghệ thuật. Thế nhưng một trong năm bé gái lại ngồi xuống sân khấu nhắm mắt cơ thể bất động, rõ ràng là đã đi vào giấc ngủ say. Người bạn bên cạnh quay sang nhìn cô bé và không hiểu chuyện gì xảy ra. Em đã dùng tay đẩy lay để đánh thức cô bé nhưng vẫn không làm cách nào làm cho bạn thức dậy được các khán giả ở đó dường như cũng rất thích thú với cô bé ngủ gần này có người còn đi đến trước mặt cô bé để dùng điện thoại chụp cận cảnh điều thú vị là sau đó cô bạn múa cho cô bé đã xoay người lại đối diện với cô bé có thể là đang hỏi vì sao bạn mình lại ngồi yên nhưng cô bé vẫn không có bất cứ phản ứng nào mẹ của bé gái này cho biết em có thói quen ngủ chưa nhưng vì phải biểu diễn nên không ngủ được vì vậy em đã quá mệt đến mức ngủ trên sân khấu và không thể nào đánh thức được mẹ của cô bé còn cho biết rằng ngay cả sau khi buổi biểu diễn kết thúc con gái cô vẫn tiếp tục ngủ không có cách nào gọi dậy được. đoạn clip này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. có người nói rằng cô bé này đang biểu diễn người đẹp ngủ trong rừng, còn có người nói một cách hài hước giống hẹn tôi lúc đi làm. người khác thì đua rằng đây chính là cảnh giới khác của việc ngủ.